Mến chào quý khách, trước mặt nhỏ cả nhà đang xem đó chính là vườn mai của Như Huỳnh. Và chiều nay thì Huỳnh sẽ quay tiếp tục mã số 77 là một cặp mai bạch mai đọt đỏ nha quý khách. Thì cái đọt của nó đỏ đậm ha, nó đỏ, nó ra màu đỏ đậm. Hoa của nó là tầm mười mấy cánh màu trắng, tiết diện khoảng tầm 6-7 cm và nó khá là đẹp luôn. Thì cái dòng bạch mai này sinh trưởng cũng mạnh lắm. Và em Huỳnh ghép được khoảng cỡ gang tay rồi. Đây ha, về mình cũng có thể sưu tầm mình lấy được ít bo ha cả nhà. Rồi cái đế nè, đế là đế hình trái bí ha, quay một vòng luôn. Rồi mã 77 này có giá là 290 em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình luôn nha. Đây cả nhà thấy nó cỡ như ngón áp út của Huỳnh ha. Rồi mã 77 là cặp bạch mai đọt đỏ, giá là 290 em Huỳnh bao phí vận chuyển. Xuống cây tiếp tục mã 78 là một cây bạch mai đọt đỏ nhưng mà được ghép bởi một cái gốc lắc lượng rất là đẹp. Cái gốc lắc lượng đây cả nhà, đây cái thân ha, thân nó lắc nè, cái củ này to nè, đâu đo thử cái hoành như này coi. Hoành thân là 9, còn hoành củ nè, hoành củ là 19 cả nhà. Trời con số đẹp nha. Rồi chiều cao nè, chiều cao từ ở dưới miệng chậu lên, chiều cao là 49 luôn. Trời ơi cả nhà ơi. Rồi nha, và cây này thì em Huỳnh ghép là bạch mai đọt đỏ. Và bây giờ cái tuột nó ra nâu hết rồi, cái màu vàng nâu da lương như thế này để cho chúng ta có thể lấy bò được khá nhiều ha, hoặc là chúng ta nuôi thêm nó cũng khá cứng cáp. Đây thế lắc của nó như thế này nè quý khách, em quay cho cả nhà mình xem nha. Đây là một cây mai gốc bứng ghép lóc gốc lắc lượng nha quý khách đó, khá đẹp luôn. Rồi giá sẽ là 950.000 em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà nha. Hoành chính nè, hoành cũ thì là 19, chiều cao là 49 và giá là 950.000 em Huỳnh bao phí vận chuyển cả nhà. Mã này là mã 78 ha, mã 78 nha quý khách. Thích cây này thì alo em sẽ quay kỹ cho quý khách xem nè. Đó, thế lắc và bo ha. À, cái này là đóng được một cái mắt bo bự nè, ở thân này được thêm một mắt bo bự nữa nè. Đó, rồi xuống tiếp theo là mã 79 cả nhà. Mã 79 cũng là một cây em ghép gốc lắc lượng luôn, cũng là bạch mai đọt đỏ ghép gốc lắc lượng luôn. Và cái dòng bạch mai này Quỳnh thấy nó phát triển cũng khá là nhanh nè cả nhà, khá vượt nè. Đó, khá nó đậm ha, nó đỏ đậm và nó cẩm thạch cũng rất là đẹp, về lấy bo được liền nha. Còn đây là một cái tược gừng, ai thích thì để, không thích thì bỏ nha. Cái đó là tược gừng nha quý khách. Đó, cây này thì em ghép cái gốc lắc lộn nè, cũng rất là đẹp, hình chữ ếch luôn. Rồi hoành chính luôn nha cả nhà, hoành chính luôn ha. Rồi hoành cũ nè, hoành cũ là 18. Rồi chiều cao nè, chiều cao tí xíu nữa, chiều cao là 62 nha quý khách. Rồi mã này có giá là 950 luôn, 950 em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho quý khách luôn. Cây rất là đẹp nha cả nhà, nó bây giờ là mình về mình cũng lấy bo được rồi á. Đó, nó màu này là mình lấy bo được ha, lấy cũng rất là nhiều bo. Rồi tiếp theo mã 80. Mã 80 là mai thái đi, ba cây bạch mai thái đi. Bạch mai thái. Đúng rồi. Bạch mai thái thì ba cây như thế này làm. Đây quý khách xem nè, trời ơi cái tàn nó hùm lùm gốc như thế này nha. Tàn hùm lùm luôn. Dòng bạch mai thái này thì hoa cũng rất là đẹp, màu trắng và cái lá cẩm thạch. Bây giờ mình sưu tầm cái này là cũng bo nhiều ha, và cây nó đang ra mấy cái tuột, mấy cái lá non nè, nhìn nó hồng hồng ha. Thì cái này á, làm ba cây như thế này là 300.000 em Huỳnh bao phí vận chuyển đây. Đó, ba cây là 300 em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho quý khách luôn ha. Đây cái gốc nè, gốc đẹp hết luôn nha cả nhà, gốc rất là đẹp, gốc quấn rễ hết luôn ha. Đó, bạch mai thái. Rồi số lượng Huỳnh cũng còn nhiều bạch mai thái nha. 300.000 mã này là mã 80 nha cả nhà, là ba cây bạch mai thái. Rồi xuống cây 300.000 em Huỳnh bao phí vận chuyển.
Rồi, mã 81 nè. 81 là một cặp Thủ Đức đi. Đổi không khí đi. Đây cả nhà, một cặp Thủ Đức 2 mùa rưỡi nè. À, và loại này thì đặc trưng của cái loại này đó là củ đế rất là to và quái và đẹp. Nó liền cốt 100%. Thì hàng này là em bao cả nhà mình là cây giống như Quỳnh sẽ giới thiệu ha. Nó liền cốt và nó đế rồi nó tàn đẹp như thế này. Giá là 350, em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho quý khách luôn nha. 350 nha cả nhà. Rồi, mã 81 là một cặp giảo Thủ Đức 8-12 cánh, 350. Xuống cây. À, quý khách thân mến, thì vườn Huỳnh còn rất là nhiều cây, rất là nhiều loại. Nhưng mà em cặp đọt hồng đi. À, em quay cho cả nhà mình xem á, thì để cho quý khách dễ lựa ha. Rồi nếu mà quý khách mua số lượng nhiều á, thì 4 cây em cũng bao xếp và 10 cây thì em cũng tặng một như thường khi nha. Rồi đây quý khách ơi, bạch mai đọt hồng nè. Cái đọt nó hồng đậm luôn nha. Nó hồng như thế này, hồng đậm luôn. Bạch mai đọt hồng này thì một cặp này là 250, em Huỳnh bao phí vận chuyển nè. Bạch mai đọt hồng, cái đọt nó hồng ha. Nói chung là cái dòng bạch mai nó hơi rối chút nha cả nhà. Nhưng mà loại nào thì bên Huỳnh cũng bao giống, bao loại khác nhau cho mình ha. Rồi đây, bạch mai đọt hồng, giá 250, mã 82. Em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển với giá là 250 nha cả nhà. Rồi xuống cây. 83 là một cặp bạch mai đọt đỏ đi. Đế củ bự luôn. Đây bạch mai đọt đỏ, đế củ to luôn nè cả nhà. Đó, cái củ nó bằng ngón cái Quỳnh luôn, còn cái gốc nó bằng ngón giữa Quỳnh luôn nè cả nhà. Đó ha. Rồi cặp này có giá hữu nghị luôn, cặp này có giá là 290 luôn. 290 em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho quý khách luôn nha. Cái bo bây giờ là nó nhiều bo và nó cũng khá già nè, mình về mình lấy bo liền được ha. Rồi mã 83. 83 là một cặp bạch mai đọt nỏ, giá là 290. Em Huỳnh bao phí vận chuyển cho quý khách nha. Củ nở đế đẹp như thế này thì đế quái nữa cả nhà. Rồi cây khỏe nữa ha. Alo Huỳnh. À, cái này đang nằm ở trong chậu C6 nha quý khách. C6. Rồi, tiếp tục. Mã 84 là một cặp mai Thủ Đức 2 mùa rưỡi. Đây. Quý khách ơi, nén ít phút nữa thì em còn vài cặp nữa ha, cả nhà gán theo dõi tới cuối clip. Rồi đây, Thủ Đức 350, em Huỳnh bao phí vận chuyển. Mã này thì nó cao khoảng gần 4 tấc cả nhà. Và đế nè. Đế. Đó, phần đế là đế quái củ nở. Đây cả nhà. Đẹp ha. Rồi, liền cốt luôn nha. Khách ơi thì cặp này em bán với giá là 350 nha. 350 em Huỳnh bao phí vận chuyển, giảo Thủ Đức 2 mùa rưỡi, 350 em Huỳnh bao phí. Tiếp theo là một cặp bạch mai đọt hồng nữa đi. Bạch mai đọt hồng nè. Quý khách ơi, hổm ngày là vắng bạch mai đọt hồng rất là lâu mới có lại, thì ai xem video này nhanh tay alo liền Quỳnh nha. Đó, cái bạch mai đọt hồng thì cái phần lá này nó to nè, cái tiết diện nó rộng hơn những cái loại kia ha. Và nó có một cái điểm là cái đọt đỏ nó ra, cái đọt hồng nó ra rất là hồng đậm nha. Rồi mã này có giá là 250 luôn. Cặp này mã này là 85, một cặp bạch mai đọt hồng nha, với giá là 250 em Huỳnh bao ship. 250, cái đế nó đẹp nè cả nhà. Rồi, cuối cùng, cuối clip ngày hôm nay đó là một cặp một cây đại lộc với lại là một cây giảo nhung hàng hiếm. Giảo nhung 2 mùa rưỡi, còn sót lại 1 cây nè, chứ giảo nhung thì khoảng tầm 2 tháng nữa Quỳnh mới bán lại. Nhưng mà có một cây này nó ở vườn thì Quỳnh thấy hai cây nó cân xứng với nhau nè. Đại lộc cả nhà 2 mùa rưỡi luôn, và cây này á là nó to nha, nó liền cốt nè, cây gốc nó cũng khỏe ha, nó liền cốt. Rồi em thấy là cành nhánh được rất là nhiều để mình lấy bo nè cả quý khách. Rồi bên này là cây giảo nhung luôn, liền cốt luôn ha, củ nở. Rồi cặp này có giá là 400.000, em Huỳnh bao phí vận chuyển luôn. 400.000 em Huỳnh bao phí vận chuyển một cây giảo nhung và một cây đại lộc nha. Rồi, và mã này là mã 86 ha. Mã 86 nha quý khách. Ai thích mã nào thì alo cho Quỳnh. Và vườn thì còn rất là nhiều loại. Quý khách có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của Huỳnh là 0949 234525. Em sẽ tư vấn cũng như chốt hàng. Và nếu như chốt số lượng thì
10 cây là em tặng một ha. Mến chào và hẹn gặp lại quý khách video sau.